Và thưa quý vị, bên cạnh câu chuyện là gia hạn một số mặt hàng thuốc cũng như là chúng ta thấy về việc khan hiếm một số loại thuốc như trong thời gian vừa qua, ở tại Bệnh viện Bạch Mai đã xảy ra tình trạng là thiếu những thuốc giải độc và những loại thuốc này trong danh sách là hàng hiếm. Vì vậy cho nên là đã ảnh hưởng tới công tác điều trị bệnh cũng như là chữa bệnh cho các bệnh nhân ở tại Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, thực tế cho thấy là không chỉ riêng có Bệnh viện Bạch Mai không đâu ạ, mà tại rất nhiều các cái bệnh viện khác trên cả nước nữa, một cái số loại thuốc giải độc thuộc hàng thuốc hiếm đều không có sẵn ở đây. Dù đây là loại thuốc ít dùng thế nhưng mà nó lại rất là cần thiết trong công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, theo các bác sĩ của chuyên ngành hồi sức tích cực chống độc, đã đến lúc Việt Nam của chúng ta cần phải thành lập kho dự trữ thuốc hiếm để phòng khi mà người dân chúng ta cần. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đang xảy ra tình trạng thiếu một số thuốc giải độc gây ảnh hưởng cho công tác điều trị người bệnh. Như trường hợp bệnh nhi bị rắn cạp nia cắn này, vì thiếu thuốc giải độc nên em có thể phải thở máy từ 2 tuần đến 1 tháng. Trong khi nếu có thuốc giải độc thì chỉ từ 2 đến 3 ngày bệnh nhân có thể ra viện. Bác sĩ cũng đã nói rồi là cái thuốc truyền để cho cái thuốc mà để cho chữa cái rắn này là chưa có. Mà bây giờ cái bệnh của cháu đây chỉ có các bác sĩ có cố gắng hết sức để điều trị. Vì vậy em cũng mong là bệnh viện là sớm có thuốc để cho các cháu, những trường hợp như của con nhà em hoặc là những nhiều cháu khác và những nhiều người khác là có thuốc để truyền nhanh và để cho cháu nhanh bùng phục. Trung tâm cũng điều trị cho hai trẻ được chẩn đoán là ngộ độc arsen, một loại chất rất độc. Hai bệnh nhi đã được sử dụng hai loại thuốc giải độc đơn giản nhưng thuốc này lại có tác dụng phụ nhiều và gây dị ứng. Hiện các loại thuốc hiếm như huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia, thuốc giải độc cho bệnh nhân ngộ độc arsen thủy ngân hiện chưa có kho hay trung tâm nào dự trữ cố định, nên những bệnh nhân này chỉ có thể chờ. Và đây cũng là tình trạng chung của nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Thuốc giải độc như thế thì có những cái đặc thù của nó là số lượng không quá nhiều như những thuốc thông thường, ví dụ các kháng sinh hay các thuốc tim mạch. Số lượng nó không quá nhiều, mặc dù hiệu quả rất là tốt, không quá nhiều, cho nên là các công ty người ta không muốn nhập về bởi vì không có lãi, lãi rất ít. Đấy là một trong những lý do chính. Việc cung ứng các công ty sản xuất người ta cũng ít người ta muốn sản xuất, không có nhiều đâu. Đặc trưng của các cái ca ngộ độc là luôn xảy ra bất ngờ, không có dự báo trước và cũng không theo một cái quy luật nhất định nào đó. Chính vì vậy cho nên là các cái ca ngộ độc thì có thể xảy ra lẻ tẻ trong năm ở các cái vùng miền khác nhau. Tuy nhiên thì cũng có thể xảy ra hàng loạt với số lượng lớn như là các cái ca ngộ độc tập thể hoặc là các cái sự cố về thảm họa, thiên tai. Chính vì vậy cho nên là các cơ sở y tế thường rơi vào cái tình trạng là có lúc thì thừa quá hạn các cái thuốc hiếm, các cái thuốc giải độc đặc hiệu. Tuy nhiên thì có những thời điểm thì lại không có để sử dụng cấp cứu cho người bệnh. Liên quan tới việc thành lập các kho dự trữ thuốc hiếm, các chuyên gia cho rằng nên thành lập ở cấp quốc gia và cấp vùng miền. Bởi một số ngộ độc liên quan tới dịch tễ từng khu vực, từng vùng miền khác nhau, vì thế cần thành lập ở 3 khu vực để dự trữ thuốc hiếm, thuốc giải độc. Ở miền Bắc thì có thể đặt ở Bệnh viện Bạch Mai là cái nơi mà có cái trình độ chuyên sâu về chống độc. Và thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể đặt ở Bệnh viện Chợ Rẫy và chúng ta cũng nên đặt một cái cơ sở ở thành phố Đà Nẵng. Bộ Y tế thì sẽ là cái đơn vị điều phối thì sẽ phù hợp hơn vì là phải có các chuyên gia về chống độc trong đó để khi xảy ra ngộ độc thì chúng ta sẽ vận chuyển thuốc, phân phối, cung ứng cho các cơ sở y tế. Nếu chúng ta xây dựng kho thuốc hiếm như vậy thì có rất nhiều thuốc có thể có trong đấy và rất nhiều bệnh tật, rất nhiều bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ cái đấy và chúng ta điều phối cho cả nước, các vùng, các miền. Thì là thực sự sẽ giải quyết được vấn đề cho sức khỏe cho các bệnh nhân. Mới đây, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, để chủ động hơn nữa đối với các thuốc giải độc, thuốc hiếm, Bộ Y tế sẽ đề xuất với Chính phủ để có cơ chế đặc thù đối với việc mua sắm, dự trữ một số loại thuốc hiếm đảm bảo nhu cầu điều trị.